Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thế giới cây giống chi nhánh cái bè. Hôm nay Thế giới chi nhánh cái bè giới thiệu cho mọi người một giống sầu riêng Thái. Cây rất là đẹp không mọi người. Lá xanh bóng, không bệnh. Hiện tại cây đang sinh trưởng phát triển rất là mạnh mọi người. Đọt ra rất là nhiều. Chiều cao trung bình của cây là khoảng 8 tấc. Hiện tại rễ cây đã ăn rất là nhiều trong bầu rồi. Mọi người mua về là có thể trồng mì được ngay. Nhìn chung lô này cây rất là đồng đều nha mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu mua hoặc cần tìm hiểu về giống sầu riêng Thái này, mọi người vui lòng liên hệ đến số điện thoại 0824 664499 để được tư vấn và hỗ trợ. Hẹn gặp lại mọi người ạ.